Hello, xin chào bạn nhà Nam này. Và sau một ngày có map mới thì hôm nay là chủ nhật, chúng ta sẽ reset lại cái lượng EXP chúng ta sẽ mua ở cái map 9 này sau khi đi tham xong. Và tuần này chúng ta có event nhân 2 vàng nữa. Các bạn có thể chịu khó đi tham chút cái lượng vàng chúng ta tích trữ để khi nào không nhân 2 chúng ta thoải mái có thể mua EXP và mua item ở trong cái map 9 này nữa. Với sự kiện nhân 5 event nhân 5 Q, hôm nay là ngày farm Q khá là tuyệt vời. Mình cũng vừa tầm hết Q rồi. Sẽ sử dụng hai cái từ một cái nhân 2 quy một cái nhân 3 quy nữa để có là kiếm thật nhiều quy thôi. Hiện tại đi tham không có khó khăn nữa như ngày trước nữa rồi, thì tham giờ cũng khá là dễ. Mình thấy nhiều bạn tham cũng chỉ tầm độ vài trăm yên đi farm khá là nhanh. Mỗi cái parkour là mình hơi chậm chút thôi, nhiều bạn dùng điện thoại là hơi khó parkour một chút, nhưng mà đi quen nó cũng khá là ok thôi các bạn nhá. Và như vậy thì mình cũng đi trong tham rồi, đợi vòng xoay này xem được bao nhiêu ca vàng thôi. Đại lượng vàng mình cũng đang có khoảng hơn 100k rồi, nhưng mà không biết bao giờ được mờ đây. Một màu mờ vàng nhiều lắm các bạn, nhưng một ngày đi khá là nhiều. Mình một ngày nếu mà đi cùng các bạn ấy chắc phải đi 5-6 lần các bạn, mình tốn khá nhiều thời gian. Đại cây exotic thunder này của mình đang 3,3 Z rồi, và level 168 rồi, chắc khoảng 4 level nữa, 3 level nữa, à 5 level nữa mình sẽ max level. Mình hy vọng là sau ngày hôm nay thì mình sẽ lên được level 370, còn mấy level sau thì mình sẽ cố gắng lên trong ngày mai. Được, trước tiên chúng ta có lượng vàng mua hết những item này các bạn, trừ cái item nhân 2 kinh nghiệm kìa. Đây, kinh nghiệm mình đang có khá là nhiều rồi, còn mở trứng Lucky thì chắc chắn phải mua rồi. Và bây giờ mình xem bao nhiêu kinh nghiệm nhé. 110 TD, vậy nó sẽ gấp khoảng 13 lần so với cái map 34. Với 110 TD này các bạn mà nâng cấp vào một vũ khí thì được 1,1 QC, à QD đó. Nếu các bạn full vào một cái cây Cindy 1 cộng để bán EXP chắc là được khoảng gần 900 TD gì đấy. Với hiện tại giá EXP hôm nay thì mình nghĩ từ 0.12 đến 0.15 ra đi trên 1 TD. Các bạn nhận trên 1 TD. Như vậy thì ngày hôm nay các bạn bán trung bình được khoảng 100 ra đi đến 130 ra đi, 150 ra đi. Đó. Mình thấy rất nhiều bạn đang bán với giá 120 ra đi à, trên một QC, trên một QD, nó bạn trên một QD nhé. Thời gian tới nó sẽ giảm tiếp tục đến khi mình nghĩ là sẽ giảm xuống chỉ còn độ 50 đến 70 ra đi trên một QD thôi. Nên các bạn bán càng sớm càng tốt nhé. Bạn nào muốn có nhu cầu bán nên bán đi. Với event nhân 5 quy và nhân 3 ở chat hôm nay thì các bạn không nên bỏ lỡ con boss map 3 năm này. Các bạn có thể, bạn nào chưa đủ danh thì có thể nhờ người trong server đánh cho nhé. Hôm nay thì mình sẽ thử đánh con này và hy vọng có thể ra được cái spell exotic nào đó. Còn không thì kiếm cái vài BQ cũng được các bạn. Mình sẽ thử mở thử một chest, mỗi lần mở mình sẽ mở 5 chest này. Vậy xem được bao nhiêu MQ nhá. Được 383 MQ. Mình đi đánh khoảng 5 lần thì mình sẽ có khoảng 2 BQ rồi. Đánh con boss này thì các bạn rank thấp thì rất dễ bị chết vì máu ít. Các bạn chịu khó đứng lên 4 cái cột thì trong những cái đây, các bạn đứng lên 4 cái cột đèn đấy nhá, thì sẽ tránh được cái những spell của con boss này. Theo mình vẫn chưa được một cái spell exotic nào. Không sao, mình sẽ qua xem lại cái đam của mình hiện tại bao nhiêu. Đam mình hiện tại đang 13,5 Z. Như vậy thì chưa được lên top. Top khoảng top 50 thì khoảng 14 Z mấy cơ. Rồi, mình khá là đen vì event mà có cái cây 887 sau khi nâng cấp sẽ được lên được một Z ấy. Ở cái map 1 ở event trước thì mình đã không được, khá là cay cú nhưng không sao, đa mà đánh ổn đồ là được các bạn. Đủ tốt đủ biết này khá là khó khăn và nhân rất nhanh bị tụt thôi. Tại thì cây thunder exotic của mình đang 3,73 Z rồi, nếu 369 rồi max sẽ là 373, không biết là nên nó sẽ được 5 Z không. Bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả event thôi nào. Quan thì mình đã có một cái event nhỏ nhỏ và sáng nay thì mình hiện tại khoảng hơn 10 giờ chút thì mình sẽ công bố kết quả cho các bạn nhé. Hôm qua mình đã nói các bạn có thể chọn từ số 1 đến số 40 này, còn các bạn nhớ kèm theo cái tên game để sau đó các bạn trúng giải thì mình sẽ liên hệ hoặc nhắn tin qua cái ID của bạn trong group để các bạn có thể nhận giải trong ngày hôm nay nhé. Còn nếu bạn những bạn nào mà chưa bình luận mà không để lại tên game thì mình sẽ trả lời ở trong cái mục comment này và các bạn sẽ để ý cái thông báo của YouTube đó, mình tiếp tục trao giải.
Rồi, hiện tại đang có 184 bình luận đây, mình sẽ xem qua một số bình luận của một số anh em nhé. Quyết Phạm này số 15 này, Duy Nguyễn số 17 này, Lê Trường số 11, ngày 4, chúng anh hai ngày vui vẻ gặp em rất nhiều. Các bạn này thì hãy đẩy, nếu chúng thì các bạn hãy đẩy comment nhé, mình sẽ trả lời comment. Số 11 Đại Tùng Nguyễn này, số 22 No Name Yến Mama 1981 này, các bạn này, bình luận này hợp lệ nhé. Phạm 19, à 12 ạ. Hy vọng là mình sẽ không bỏ sót bất kỳ một cái số nào của các bạn bình luận. Chúc anh ngày càng mạnh khỏe và đẹp dài cả anh em nhé. Đẹp dài thì anh cũng có sẵn rồi, bây giờ đang bớt đẹp dài rồi. Damn! Cảm ơn em rất chi nhiều. Số 29 nha anh, mong anh có nhiều sức khỏe. Mong anh có sức khỏe dồi dào đó nhé. Bạn này của mình rất hay, nhưng bạn này chúc sức khỏe để mới đẹp dài là các bạn rất chi tuyệt vời. Đó. Người chúc cũng thấy đẹp dài và người đọc cũng thấy đẹp dài. Nhưng mà chắc chắn là không phải xinh gái đâu. Trung 17cm số 2. Anh Nam một ngày vui vẻ cả em nhé. Trung 17cm này cũng hay tham gia event của mình này. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe ra những video xịn xò. Bạn Huy này thì trước đây cũng đã trúng một cái event của mình. Tuấn Tuấn này, chúc anh một ngày tốt này. Đêm mà các bạn chọn số 6 nhá. Lướt qua một số bình luận nữa, không thể đọc hết được cái bình luận của một số anh em được. Mong các anh em thông cảm nhá. Video nó dài quá, các bạn xem cũng tốn thời gian, càng ngắn càng tốt, xúc tích thôi, là chủ yếu quan tâm sức khỏe, đến kết quả thôi mà. Số 4 Nam Cuti, chúc anh nhiều sức khỏe các em nhá. Số 19 này, số 30, số 21 Uicha, Uchiha, rất nhiều bạn có cái tộc Uchiha, là cái tộc gì mình thấy khá là đông. Rồi No Name ID, anh một ngày vui vẻ cảm em nhé. Số 24 VN Nguyễn Tuân York gì đấy, mong trúng giải anh nhìn 1 triệu sub cảm em rất nhiều. Bạn này trước đây cũng đã trúng một giải của mình rồi, mình vẫn nhớ các bạn nào trúng giải nhá. Đây bạn này nữa này, số 28 Thuyết Cover này, bạn này cũng là event trước đã trúng này. Mình hy vọng là từ giờ đến cuối tuần một tháng có map mới thì mình sẽ có 2 lần event cho các bạn nhé. Anh Tư mong em sớm nhận được fan cứng của anh, cảm ơn em nhé. Em cứ vào bình luận này là anh xem như một fan cứng rồi. Số 9, anh gặp anh trong phòng bot server. Đi đến bot server gặp rất nhiều bạn nhận ra mình, cảm ơn bạn nhé. 45, 24 nha anh. Em sinh ngày 30 nên em lấy số 30, được của nó em ơi, hy vọng em là trúng giải nhá. 13 tên khó đọc quá, Nguyễn Chí Vĩ số 40 này. Và còn khá nhiều comment của anh em mà mình chưa đọc hết được. Thôi chúng ta cùng vào luôn vòng quay may mắn thôi. Mình đã chuẩn bị vòng quay may mắn ở đây rồi, từ số 1 đến số 40. Và mình sẽ quay xem số nào sẽ là số may mắn của ngày hôm nay nhá. Vòng quay sắp dừng lại rồi các bạn ạ, không biết là số bao nhiêu đây. Như vậy đầu 2 rồi, số 25. Chúc mừng các bạn nào đã comment số 25 nhá. Và như vậy chúng ta đã kết quả rồi, sau khi nọc khá nhiều comment, hiện tại mình đã thấy 4 bạn trúng giải thưởng ở đây rồi. Đầu tiên thì có bạn Cúc Huy, bạn này comment khá là muộn, vậy nên bạn chỉ dành con kích thôi. Bạn này tên hơi tây tây thì mình hơi có đọc, comment số 25 này. Còn là fan cứng của anh, cảm ơn em đã trúng giải rồi. Vậy mình sẽ liên hệ với 3 bạn gồm như bạn SHSH này, bạn T Gaming này, bạn Nguyễn Gia Bảo. Sẽ, mỗi bạn sẽ giành được một cây Exotic Map 33 222E. Còn bạn Cúc Huy này sẽ nhận được 50 Robux. Nếu bạn xem video mình thì bạn hãy vào cái group mình đủ 14 ngày, mình sẽ gửi tặng bạn 50 Robux nhé. Hoặc 50 ra đi, nếu bạn lấy gì cũng được, ok. Thế nên trực tiếp các bạn. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.